Chào tất cả anh em chơi lô đề. Thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì trên kênh YouTube của tôi đã giới thiệu cho anh em rất nhiều về các phần mềm, ví dụ SMS tổng đài, Viber, Kakao, Messenger trên Facebook. Thì anh em có nhu cầu phần mềm nào anh em qua kênh anh em xem trực tiếp anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ test cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đầu tiên, để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa, tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này. Đấy, và tôi sẽ test phần mềm. Bây giờ tôi sẽ vào Zalo. Tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến anh em nhé. Tôi sẽ nhắn là lô 11223344 nhân 1 triệu anh em nhé. 1 triệu này. D. Đấy. D. 12 13 14. Anh em ghi ký tự thoải mái anh em nhé. Thì sau này anh xem sẽ sửa chỉ có một con thôi nha anh em nhé. Ví dụ 11, 12, 13, 14 để cho chủ họ đỡ nghi. Đấy. Thì mình có thể là ghi thoải mái ra 14 này, 15 này, 16 anh em nhé. Ví dụ thế, 12, 13, 14, 15, 16. Đấy, ví dụ như thế là anh em nhân đấy, cho là 5 triệu đi anh em nhé. Đấy, em nhân cho là 5 triệu này anh em nhé. Đây, thì nay mai mình một sau này mình sẽ sửa là con 15 thôi đấy, hoặc là ấy anh em nhé, hai con 15 tôi xóa xóa một con 15 đi, nhân này đấy, nhân 5 triệu anh em nhé. 12 13 14 15 nhân 5 triệu, lô 11 12 11 22 33 44 nhân 1 triệu đấy. Thì sau này mình sẽ sửa con 44 thôi anh em nhé. Đấy, tôi sẽ sửa cho anh em con 44 thành con khác. Đấy, con 15 thành con khác anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Đấy, anh em này. Đấy, hình ảnh nó hơi mờ. Đấy, tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Đấy, thì máy chủ lô đã nhận được cái tin nhắn anh em nhé. Đấy, anh em này. Đấy, tôi sẽ so sánh cho anh em hai cái nội dung. Thông thường thì chủ lô họ thường thường họ sẽ copy lại và gửi lại cho mình anh em nhé. Đấy, họ sẽ copy lại chủ lô bây giờ rất khôn anh em ạ. Đấy, ok. Đấy, tức là họ đã đồng ý với những con số này của mình. Đấy, họ copy lại và nhả lại chữ ok cho mình. Đấy anh em nhé, họ sẽ gửi này. Đấy, vào lúc là 15:11 và 15:12 thì họ ok lại nhá anh em nhá. Ngày này 15:11 đấy, ngày 17/3/2020, nick Zalo là Vân Trường anh em nhá, anh em chú ý. Thì thôi, tôi sẽ cho anh em xem hai nội dung tin nhắn này trước khi chưa chỉnh sửa này. Đấy, và hai nick Zalo này. Đấy, và hai nội dung tin nhắn anh em nhá. Đấy, quan trọng là mốc thời gian, anh em chú ý tôi mốc thời gian. Đấy, họ copy ok lại lúc 15:12, họ gửi cho mình là mình gửi cho họ là lúc 15:11 anh em nhé. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của phần mềm này như nào anh em nhé. Thì với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được thì trung tâm có những cái đội ngũ nhân viên cao cấp đấy, xâm nhập máy anh em và cài đặt cho anh em. Với anh em ở trong nước thì chúng tôi có hai cơ sở. Anh em khu vực ở ngoài miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông. Khu vực ở ngoài Hà Nội, miền Bắc, anh em qua bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp phần mềm anh em nhá. Đấy. Thì anh em xem clip, anh em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like để những clip sau đấy, chúng tôi sẽ có những cái phần mềm mới nhất. Thì anh em sẽ là người biết trước về cái ứng dụng phần mềm đấy, anh em áp dụng anh em chơi anh em nhé.
Bây giờ là 4:25 thì tôi sẽ để là 5 đi, đã qua 2-3 phút anh em nhé. 4:30 này tôi sẽ để là 5 phút để chỉnh sửa, để đảm bảo cho anh em cái mốc thời gian đấy, khi anh em chỉnh sửa nó sẽ vẫn là giữ nguyên cái mốc thời gian bắt đầu gửi. Đấy, với anh em nào muốn biết thêm chi tiết về phần mềm, anh em kết bạn Zalo 0916514 4, chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm. Đấy, vì cái lý do bảo mật, khi tôi chỉnh sửa đấy thì tôi sẽ giấu cái phần mềm đi đấy, để cho anh em đỡ lộ và cái phần mềm chúng tôi cũng đỡ lộ anh em nhé. Bây giờ 5 phút rồi anh em nhé, thế này chỉnh sửa này. Anh em chú ý cái máy của chủ lô này đấy, nó sẽ không sáng đèn anh em nhé. Bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Ok, tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, anh em chú ý bên máy chủ lô này. Đấy, không sáng đèn, không cái gì cả. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để anh em thấy cái con số thay đổi và cái thời gian vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian bắt đầu gửi anh em nhé. Đấy, tôi sẽ mở này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, con số đã thay đổi và thời gian. Đấy, vào hôm nay. Đấy, ngày 17 tháng 3 2020 gửi đi vào lúc 15:11. Ok lại lúc 15:12 anh em nhé. Với phần mềm này anh em có sân chơi, tạo được sân chơi là chắc chắn anh em sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Đấy, với những người có sân chơi. Đấy, thời gian, con số. Với anh em có sân chơi, tạo sân chơi thì chắc chắn anh em dùng phần mềm công nghệ cao này của chúng tôi thì anh em sẽ giành chiến thắng. Còn những anh em, rất nhiều anh em gọi điện là chủ lô bây giờ họ rất là khôn nọ kia, thì thực sự họ mà tinh danh thì mình cũng không thể là bịp được anh em nhé. Đấy, thì họ không cho mình đánh qua phần mềm Zalo nữa thì mình cũng đành chịu thôi anh em nhé. Thì anh em lại chuyển sang những cái phần mềm khác, ví dụ như SMS, Viber, Messenger. Đấy, thì anh em có nhu cầu phần mềm nào anh em qua kênh YouTube của chúng tôi anh em xem phần mềm đó anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip.